Nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đấu cho chân lý 1.4 năm nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng gửi tất cả đến một cái meta hiện tại đang rất là mạnh nha. Và thực sự là rất ít người chơi. Cái bài này anh em có thể đánh từ răng sắt, răng đồng, răng bạc, răng vàng, bạch kim, kim cương đều được và rất là mạnh luôn á. Và anh em đều có thể spam được nha. Tại vì cái bài này nó rất là dễ chơi và cái điều kiện chơi của nó là không nhiều nha. Nhưng mà từ răng cao trở lên nó như là cao thủ nào, đại cao thủ hoặc là thách đấu các kiểu anh em mời, thì cái bài này nó thật sự là không có hiệu quả cho lắm. Nhưng mà ra anh em không biết bài nào chơi thì chơi cái bài này vẫn là tối ưu nhất nha. Thì cái bài này mình xin gửi tới tất cả anh em là cái bài meta pháp sư, nhưng mà cách chơi lối chơi khác á, không cần phải là rồng carry, mà con carry chính trong cái bộ này á là TF cũng như là Any nha anh em. Nhưng mà nếu như anh em roll được những con như là Brand 3 hoặc là con Lulu 3 cái kiểu á, hoặc là Viga 3 á, mà nếu như nó có đồ chuẩn á, thì cho nó gánh thêm đam cũng được. Thì cái bài này anh em chỉ nên chơi khi mà nó ra tinh anh pháp sư, như là tinh anh pháp sư Brand hoặc là ra tinh anh pháp sư Chitta Fay thôi. Còn nếu như mà nó không ra thì đừng nên chơi nha. Còn anh em nào mà muốn spam thì tùy em thôi. Cái trận ngày hôm nay đúng nghĩa là mình spam luôn này anh em ơi. Là mình sẽ bất chấp mình chơi cái bài này dù nó có ra hay không nha. Mình sẽ slow roll kiếm TF3 cũng như là Brand 3 cũng như là những con tướng 1 đồng, 2 đồng, 3 sao ở level 5 và level 6 nha. Cái bài này chuẩn nhất á, là sẽ là 7 pháp sư nha. Còn anh em thêm được cái hệ gì, thêm được cái búp gì á, thì tùy em thôi. Thường á, là mình sẽ kẹp thêm thần rừng anh em à, hoặc là kẹp thêm những con tướng 5 tiền như là Azir hoặc là On các kiểu á, để đúc đồ thôi. Đây tạm thời là cái 5 pháp sư nè. Hồi nãy đánh quá thì nó rớt cho mình cái thì vàng á, nên đủ đồ luôn, khá là hơn. Cái chọn này là mình đang bất chấp chơi luôn nha, bất chấp luôn đó. Còn anh em nào mà muốn leo răng ổn á, thì hãy nên chơi những cái bài nào mà nó độ mình là cách leo răng là ổn áp nhất luôn rồi đó. Chứ đừng có bất chấp chơi một cái bài nào đó nha. Trừ khi cái bài đó nó đang quá lỗi hoặc là đang thật sự là hot meta á, thì nên chơi. Cái bài này tại sao nó là mạnh? Thứ nhất á, là nó dễ chơi. Thứ hai á, là điều kiện chơi của nó không quá khắc nghiệt. Thứ ba á, là cái bài này nó rất là mạnh nha. TF sẽ là đam chính của bộ này nha. Và những cái món đồ mà anh em có thể lượm cho TF để carry á, thì món nào cũng được, nhưng mà nên là món phép nha anh em ơi. Như là găng bảo thạch, vô cực kiếm, cái combo đó, hoặc là thêm những cái món đồ như là mũ thủy hoặc là bàn tay công lý, xong rồi thêm mấy giáp thiên thần. Nói chung là có phép, có đam là ổn. Nhưng mà cái điều kiện là phải TF 3 sao nha, và có tinh anh pháp sư để anh em chơi 7 pháp sư thì cái bài này nó mới có đủ đam được. Mình sẽ slow roll nó level 5 nha anh em ơi, kiếm TF 3, Brand 3 nếu như mà nó ra nhiều. Còn chủ yếu cái bài này vẫn là TF 3 sao thôi. Khi mà lên được TF 3 thì em sẽ cố gắng pick thêm con Any 3 sao nha, tại vì cái bài này rất là cần Any 3 luôn. Any là một con tướng tăng, thật sự là rất là lỗi trong cái bộ pháp sư này. Khi mà anh em đã kiếm đủ đồ xong cho con TF á, thì cái đồ tiếp theo anh em nên kiếm á, là cho con Any nha. Những cái món đồ mà Any này xài rất là hiệu quả cũng như là rất là mạnh đó. Thứ nhất là cái biến bự anh em à, cái quyền năng khổng lồ. Rồi giáp lửa, rồi giáp máu, giáp gai, vuốt rồng, nói chung là đồ tăng là cho Any mang được hết. Cái bài này nếu như mà nó tự ra và nó đánh á, thì cái tỷ lệ lọt top của anh em rất là cao luôn, cực kỳ cao. Anh em nào mà stream nhiều của răng thách đấu cũng như là xem những trận đấu của người ta đánh á, thì anh em sẽ lâu lâu cũng sẽ thấy là những người răng thách đấu người ta đánh cái bài này, nhưng mà không nhiều nha. Tại vì trên răng cao họ sẽ biết cách khắc chế cái bài này rất là dễ. Còn những người từ răng kim cương trở xuống á, thì đánh cái bài này leo răng cực ổn luôn. Cực ổn luôn nha anh em ơi, rất là mạnh. Anh em nào xem tay hoặc là thay kết thì hãy đừng quên để làm like ủng hộ nha, cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà đến kênh này nha. Thanh kỳ nó rất là nhiều. Anh em nào muốn xem những video meta nữa thì hãy cứ follow kênh mình nha. Thank you anh em nhiều. Nãy giờ là mình đang cố gắng bất chấp chơi thôi luôn nha anh em ơi. Tại vì nãy giờ là mình chơi mình chấp tin anh đó. Mình đang đợi ra tin anh pháp sư, với lại là mình roll gọi là cháy máy luôn nè. Cái ông top 1 là vẫn 100 máu nè, nhìn hơi máu mèn chút. Bỏ này vào đi, thần rừng luôn nha anh em. Tại vì cái bài này mình sẽ có thêm con rồng nữa, mà rồng biến thần rừng thì nên biết rồi nó mạnh cỡ nào rồi á. Cái bài này thật sự là anh em chỉ cần một biến pháp sư thôi, hoặc là không cần cũng được nha. TF sắp 3 nè. Cái bài này thật sự là điều kiện chơi mình nói rồi đó.
không cần gì quá nhiều cũng như là quá khắc nghiệt á. Bài này không cần thì vàng chơi vẫn cứ là ok nha, tại vì cái trận này nó ra nhiều thì vàng quá nên mình biến quá trời biến luôn à. Những cái đồ này tí nữa cho những con on hay là Siwan hay là con rồng các kiểu á thì đều được hết à. Nếu mà TF 3 sao cộng với đồ thế giới á, cộng với 7 pháp sư á nha, thì một ly của nó có thể one shot hết hầu như tất cả tướng 3 sao hiện tại luôn á. Trừ con Yasuo ra nha nè mọi, con đó thì có lớp giáp trâu quá rồi. Còn nếu mà Z á nha, Z 3 luôn á, thì con TF này một quăng vẫn chết nha nè, như bình thường thôi. Viga 2 luôn nè, TF thì vẫn chưa thấy 3 đâu cả, cái đậu xanh đó. Roll nói lòi luôn anh em ơi, vẫn chưa ra tin anh mà, mình roll sau một tí nha anh em, để kiếm tướng đó đã. Đây là cái tác hại khi mà anh em cố gắng spam một cái bàn nào đó, khi mà nó không ra mà anh em vẫn bắt chấp anh em chơi đó, thì anh em có thể thấy là cái lượng máu của mình đó, nó tục gọi là không phanh luôn á. Lúc đầu game đến giờ là mình vừa fit máu, mình vừa roll một kiếm tướng, với lại là mình cố gắng mình lấy cái đồ chuẩn á. Mới nâng cấp được con Viga 2 với lại là con Eni 2 thì nó cũng đỡ đam anh em à. Cái bài này nếu như mà anh em ra con Aurelion soi sớm á thì hợp lý rồi, khá là mạnh. Hồi lúc trước cái bài này nó cũng khá là hot ở trên phiên bản BB anh em à. Nếu mà có pháp sư tinh anh hoặc là một cái pháp sư nhân tạo với con Savannah biến máu cực dẻo luôn. Nhưng mà trước khi nó về Việt Nam á, thì cái biến máu con Savannah khi mà chơi pháp sư đó nó đã bị xóa bỏ rồi nha. Nhiều anh em bảo là mình làm Savannah pháp sư á, nhưng mà làm cũng được anh em ơi, nhưng mà nó không thật sự là quá đặc sắc, tại vì nó đã bỏ cái lượng máu cộng thêm khi mà biến pháp sư rồi. Hồi trước là nó cộng 80% máu khi mà anh em mang thêm những cái món đồ phép các kiểu á, nhưng mà bây giờ nó bỏ rồi anh em ơi, khá là buồn. Vậy chứ còn cộng thêm mình nhớ không nhầm là 40% máu của cái biến rồng thôi chứ không nhiều. Chơi pháp sư mà toàn ra kiếm với lại là ra đai lưng hợp lý chưa anh em ơi, hợp lý chưa, ra đồ quá hợp lý luôn. Ô tên anh pháp sư Lulu luôn hả, được quá, làm nhẹ quả 7 pháp sư luôn nè. Nhưng mà mình còn phải kiếm con TF 3 rồi mình mới nâng cấp được anh em ơi. Rakan 2 luôn nè, TF 3 rồi, ok hợp lý hợp lý. Baran nữa nè, nâng cấp luôn nha, bỏ ra cam vào cái đây rồi nè, mắc cái binh luôn anh em ơi, mắc cái binh luôn. Con TF này thì mà thật sự là không nghĩ nên cho nó là mang thần rừng nha, thần rừng ngon nhất mà nó có thể mang được là con Enni hoặc là con Aurelion Sol, mà giờ đợi con Aurelion Sol nó ra thì chắc là đi luôn rồi, nên cho con Enni nó mang tạm trước nha anh em. Enni mà thần rừng nó cũng đánh giá gọi là châu vải đái của nhà máy đó, không có đùa đâu. Ok nè, trận này thì vẫn nuôi được Baran 3 nè, vẫn nuôi được Lulu 3 nè, TF thì lên 3 rồi mà đồ thì không đẹp cho lắm, kiếm đai lưng khá là nhiều. Những cái món đồ mà khi mà nó rớt ra nên lên tối ưu là đồ phép với lại là đồ tăng nha. Còn cái kiếm bếp này thì mình vẫn đang phân vân ở đây mà không biết nên ghép cái gì luôn á. Ok mình chết sơ qua nha, coi tử ca giành pháp sư hay không. Nhưng mình nhớ không nhầm là trận này có một ông chơi anh em ơi, có một ông chơi pháp sư chung với mình. Rồi con TF thì anh em nên xếp góc nha, xếp góc để cho nó quăng cái ly bài á, nó trúng gọi là hầu như là gần hết tem địch luôn là ổn. Mình ghép tạm cái kiếm súng nha anh em ơi, tại vì cái kiếm này nó hơi nhiều á, mà kiếm mà chơi pháp sư á là một là ghép kiếm súng, còn hai á là ghép được cái ghép thiên thần thôi. Mình nghĩ là chỉ có hai món đó là ghép mà ngon nhất đối với pháp sư á nha. Còn Yike các kiểu hay là những cái món đồ khác liên quan đến BF á thì thực sự là không ngon lắm. Chơi pháp sư là chỉ có thể ghép được từ kiếm BF là ghép thiên thần với lại là kiếm súng thôi, là ngon nhất luôn á. Cái trận này là mình có thể chơi được 7 pháp sư với 6 thần rừng nè, hoặc là tí nữa mình kẹp thêm hộ pháp AZ hoặc là Saya. Mình sẽ vẫn tiếp tục slow roll đến level 6 với level 7 nha anh em, để kiếm Eni 3, Lulu 3 với lại là Baran 3.
Trận này Vega lên 3 không thì chưa biết. Raka này thì bỏ vào kích cái thằng rừng với lại là nó pháp sư á, khiêu khích cũng khá là ngon. Ông này dành Annie nè. Hợp lý chưa? Trời ơi, Raka nó khiêu khích liên tục luôn mà. Anh em coi dép mà Raka nó tạo kìa. Châu gọi là vải đái con nhái mà. Ôi. Ok anh em ơi, thì đi chợ mình lượm được con Zealand cầm găng nè. Xong rồi nó rớt thêm cái lồng đèn á. Nó rớt toàn những trang bị mà mình cần không à. Thứ nhất là một cái gậy nè, thứ hai là một cái nước mắt nè, xong rồi thêm một cái đập đồ và một cái xúc sắc nữa, khá là ngon nha. Toàn những cái trang bị mình cần không á anh em à. Ngọt nghẽ luôn, ngọt nghẽ luôn. Mình ghép cái găng luôn nha. Cái này nếu như mà anh em có trang bị phép hoặc là crit nào thì anh em nên ghép hết cho con tép này nha. Tại vì nó quăng đam cực ảo luôn, cực thốn luôn. Đừng khinh thường túng một tiền. Và nó quăng này anh em ơi. Nói chung là nhiều khi nó sẽ quăng hơi ngu quá nên mong anh em thông cảm nha. Đấy vẫn mạnh thôi, Annie với lại tép carry hết mà. Thì như mình đã nói ở lúc đầu game thì cái bộ này sẽ là tép với lại là Annie carry nha. Annie và bay nữa thì tỷ lệ lọt top của anh em cực kỳ cao luôn đó. Xin bà pháp sư ông ơi nha, tôi xin từ lúc đầu game luôn đó nha. Cái này là mình bất chấp mình chơi nên nhiều khi vào mình cũng thông báo với các bạn trước. Chứ thôi bị giành bài cũng mệt lắm anh em ơi. Tại vì mình muốn mạ vàng hết pháp sư á. Hồi nãy mình bán con Brand kia đi rồi nha anh em. Để mình tích tiền lên level thôi. Lulu thì nó cũng sắp lên 3 rồi. Nó tự ra mà. Rồi tí nó tự ra hết luôn. Mình đang đợi cái ông Annie đứng ở cuối kìa. Ổng chết bớt đi. Xong rồi mình mới roll Annie 3. Nếu nhiều người chơi Annie quá mà cố gắng roll nó cũng không ra. Đấy, đem mắc phê luôn. Cái này mà tép có combo vô kiếm với lại là găng bảo thạch đó thì mình nói với anh em là nó quăng đem ảo lắm. Anh em nào xem mình mà muốn mình làm gì á, hoặc là cái thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình á thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Thank you rất nhiều. Tiếp tục roll anh em ơi, kiếm con Lulu 3 thôi. Ui, tự ra 3 con, 2 con luôn mà, hợp lý chưa? Mình đang phân vân là không biết có nên roll tiếp kiếm Annie 3 không đây. Tại vì thường là nếu như mà cái bà này nó ra 3 sao sớm như vậy rồi thì mình sẽ cố gắng mình nâng lên level 8 hoặc là level 9 nha anh em. Nhưng mà mình muốn chơi lớn mà. Đã làm hướng dẫn cơ bản thì phải cố gắng làm bài cho nó đẹp, gọi là hoàn chỉnh với lại là nó mạnh nhất có thể cho anh em á. Ui, một cái thì vàng nữa ạ. Như một cái pháp sư luôn mà anh em ơi, được chưa? Không cần Aurelion soi luôn, không cần Aurelion soi luôn. Mà nãy giờ đỉnh thì anh em mà mình roll không ra một con Aurelion Soi nào, ok chưa? Không ra một con nào luôn, mặc dù là level 7 nha, tỷ lệ ra rất là cao luôn á. Nếu mà không ra một con nào đỉnh thì cho nó biến pháp sư luôn anh em à. Này cho nó một cái mũ đi. Mình tính là đợi đánh quái nó rớt một cái găng á, mình ghép cái vô cực luôn cho nó cái combo gọi là thế giới luôn á. Nhưng mà nó không ra thì ghép full phép cho nó cũng được. Nó quăng nè, đó, đó, đam không nha anh em, đam không đó, đừng đùa. Một cái nó quăng kìa, nhìn ngu chưa. Ok nha, lúc đầu thì mình cũng đang định nuôi Brand 3 nhưng mà nó không ra nhiều thì thôi bán anh em à, không có cần cố chấp làm gì cả. Rồi càng sắp 3 luôn nè. Ôi, không ra một con Aurelion soi mà.
Mình đang kiếm Saiya nữa nha, mình đang kiếm Saiya nữa. Saiya mình bỏ vào là vừa có 6 thần rừng, mình vừa có hộ pháp luôn. 6 thần rừng thì phải nâng lên level 8 thì mới đủ nha anh em ơi. Nhưng mà lấy Saiya kiếm cái hộ pháp trước đã. Có một cái Neko nè, trận này Rakan mặc dù là muốn lên 3 không thì vẫn phải lên thôi. Mà đỉnh thiệt nha anh em ơi, không ra thêm một con Annie nữa luôn. Ok chưa? Có tép nó quăng nè, đam không đó, vậy nè. Phi bài, Quét tay bạn luôn, hơi dễ. Hôm nay ba sao cũng nhiều quá nhờ. Ok. Đây rồi, chơi game thì anh em nên khóc một tí nha, khóc một tí nó mới ra anh em à, khóc một tí nó mới ra, lấy cái hộ pháp nha. Ok, lấy tập cái hộ pháp anh em ơi. Lý sinh pháp sư hợp lý luôn anh em. Có Aurelion Sword nè, bỏ Baron nha, bỏ Baron nha. Tại vì lúc đầu Baron mà không lên 3 thì em nên bỏ luôn để lên level 7 level 8 sớm, anh em kiếm tướng 4 tiền, kiếm tướng 5 tiền anh em bỏ vào thì sẽ ngon hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em ngồi anh em roll tướng 1 tiền. Lý sinh pháp sư. Ôi bất kịp đá con cái nha, cúp luôn rồi. Lý bài, lý bài, lý bài, lý bài. Trời ơi, đầy máu luôn, luôn luôn là quả lật kèo quá. Trận này muốn nuôi Annie 3 cũng khó anh em ơi. Trận này gold quá trời quá đất luôn mà không ra nổi lên được Annie 3 là hơi cay đấy. Một cái vuốt rồng, một cái mũ, một cái cốc, rồi thêm con on nữa. Ui, đồ này cũng ngon luôn anh em à. Thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm theo gọi là đúng đúng meta và chuẩn meta nhất có thể nha. Mình sẽ lấy đồ tăng cho Annie. Như mình đã nói ở lúc đầu game ơi, những cái món ngon nhất cho Annie là những cái món đồ tăng và ngon nhất cũng chỉ là quyền năng nha anh em ơi. Quyền năng rất là mạnh cho Annie luôn á, tại vì nó tích stat á. Ui, không ra một con Annie nào mà. Cái gì? Một con anh em. Giờ mình mới biết là nếu mà Annie mang thần rừng mà mình dùng xúc xắc vô Annie thì nó ra thần rừng luôn anh em. Ảo ma chưa? Tại vì mình dùng Annie mà nó ra 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 can nha. Annie mang thần rừng, còn Rakan mang pháp sư. Thì mình dùng xúc xắc nó lại ra Rakan. Là anh em cũng có thể hiểu được là khi mà anh em mang một cái nhân tạo đó dùng xúc xắc đó, nó vẫn có thể ra nha. Wow, giờ mới biết đó anh em. Thật luôn á, giờ mình mới biết luôn á. Ảo vãi. Ok nè. Mà trận này em đi lên bay chắc luôn á. Mình có Neko mà. Viga ra đúng nhiều luôn. Đây rồi. Rakan 3 luôn. Có Saiya rồi hợp lý. Rồng 2 luôn anh em ơi. Mình roll nốt nhìn cho nó đẹp nha anh em. Đây rồi lên luôn em ơi. Let's go. Mình tích tiền lên level 8 nha. Cái Saiya này. Mình tích tiền lên level 8 nha anh em ơi. Bỏ Lee Sin đi. Xong rồi bỏ Saiya với lại là Maokai vào. Là có thần rừng rồi pháp sư đủ hết búp luôn. Hợp lý luôn. Ok. Trận này nếu như mà anh em ra tự ra nha, tép bay sao sớm với là Lulu bay hoặc là Innie bay sớm đó, nó tự ra mà anh em không cần phải roll nhiều. Hoặc là anh em roll mà roll ít á thì anh em có thể gọi là sao ta? Lên level sớm chứ không cần phải ngồi roll cháy máy như mình nha. Tại cái trận này mình muốn cho lên được 3 sao hết cho nó đẹp quá anh em mà. Đây, đội hình cực kỳ ok luôn, 7 pháp sư, 6 thần rừng, hộ pháp các kiểu, dư một con rồng luôn mà anh em. Dư con rồng luôn.
Con rồng này bỏ ra vẫn là gọi là dư búp thôi, nhưng mà mình bỏ về cho nó phụ đam á. Con rồng này không đồ khạc vẫn đâu thật. Cái con Annie này mà khi mà bay xa mà kết hợp với pháp sư á, thì mình nói thật với anh em là chỉ con nào mà nó có cung xanh rồi nó có gì khổng lồ các kiểu á, hoặc là có một cái con ly sinh nào đó nó chỉ có thể đá ra được thôi, chứ thật sự là con này nó trâu cực kỳ luôn. Một pha đúc đồ và đổi đồ nó ra cũng đồ ok nha em ơi, giúp thiên thần thì cũng tạm thôi. Đồ hồi nãy chơi Lulu cũng được, Betty cũng được anh em à, nhưng mà giúp thiên thần cũng được, tại vì giờ xanh quá rồi mà làm quả đúc đồ may mắn 6 giờ chiều. Tép nó phi bài này đấy, một phi và tem bạn bốc hơi hết luôn mà. Cái bài này mình sẽ nhắc lại nha, là rất là mạnh và cũng như là thích hợp ở dưới răng thấp sắt đồng bạc vàng bạch kim kim cương chơi được hết nha. Kim cương mình không có ý chơi là răng thấp, nhưng mà bài này vẫn chơi được ở răng kim cương rất là hiệu quả nha này. Như một pháp sư luôn nè. Cái này mà nãy mình để dành thêm cái biến rừng mà mình không biến rừng mà mình biến pháp sư nên bơi, là cái trận này mình có 9 pháp sư luôn á, đỉnh không? 9 pháp sư thì up lên level 9 là đủ rồi. Cũng mòn, cũng mòn. Anh em nào xem cái này mà chưa like cho mình thì đừng quên để làm like nếu như mà thấy kích nha, cũng như là thấy hay, cảm ơn rất là nhiều. Đây rồi, có on đây rồi. Nãy giờ kiếm on nó nè mời, nhưng mà nó ra trễ quá nè. Giờ thì đúc đồ cái đầu bò gì nữa đây anh em ơi, giờ thì gần end game rồi thì đúc đồ cái gì nữa đây. Nó cao bỏ về mình thấy hơi dư á, nhưng mà nãy giờ mình kiếm roll on đó nè mời, giờ mới ra. Ok đi luôn mà. Ông này sao? Ông này sao? Ông này không gặp mình nữa. Gọi ông kia đi luôn mà. Đi gì? Ok, và tạm biệt tất cả anh em nha, và hẹn gặp lại năm sau. Hãy chắc rằng nhớ like và share một nhá. Bye bye.